Ngày 21 tháng 9 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu. Tại hội nghị, các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu cho rằng, trước những biến động của giá cả và nguồn cung xăng dầu trên thế giới, thời gian qua một số chi phí phụ phí nhập khẩu xăng dầu đã tăng đến 2-3 lần. Song cách tính chi phí xăng dầu không thay đổi, buộc doanh nghiệp đầu mối phải giảm chiết khấu cho các đại lý, tổng đại lý hoặc bán nhỏ giọt cho cây xăng bán lẻ. Đặc biệt có thời điểm mức chiết khấu của nhiều cửa hàng xăng dầu còn ở mức 0%, khiến nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động cầm chừng, tạm thời nghỉ bán, đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong nước. Trong khi đó, chi phí hao hụt vận chuyển, các chi phí khác cũng không hề nhỏ. Để đảm bảo an sinh xã hội, các doanh nghiệp đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát chặt chẽ giá thành đầu vào của các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí thực tế cho các đầu mối nhập khẩu. Nhà nước có quy định yêu cầu các đầu mối nhập khẩu cho các tổng đại lý chiết khấu hoa hồng mức tối thiểu để đảm bảo đủ chi phí trong kinh doanh. Đặc biệt, Bộ Tài chính sớm cập nhật xem xét một số kiến nghị để tính đúng, tính đủ chi phí kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối hiện nay, theo thông tư số 104/2021/TT-BTC về hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu.